nó không layout folder cứ chúng mình master page mới chỉ page sum rap share tới ai page đặt tay tiền để mình content đôi khi á nhưng nó không master đang đấy chúng mình bằng cao deal mới cái lại title deal which is directive để dùng para sum rap content rồi gặp lại đôi content ở lời chào page ở dưới mùi tiết cứ content đồng bây thôi cả how your master page tự phá nhưng tự bằng cách file mùi tiết hoặc trong bằng cách nâng thông phụ đỡ subject hay file index nâng thông index nâng đáy trong bàn call it add extend cứ dự keyword keyword đại dân thôi cả how page mùi tiết how change p layout .master thì dùng thật nâng nâng layout folder hay thằng crawl ní cứ dùng call yield để bỏ thay thón và to mới dùng đạt chú tha subject list sụp rạp thêm hoặc thêm bình lý để bỏ subject nâng nâng lại section content cứ nhóm trong call master page mà máu hết nhưng mà time content tôi nó không body và bỏ child page ấn nhóm add section content chung là bỏ yield để dân bạn cầm nó đẹp ok cầm nó chung ấy thử vô chung nâng về để dân bật time content cho được nâng chùm nói cần đá lắng nhưng thử add section bật add đấy với thua ở parfor đọc page nâng á vì ai bằng hai tình này với dưỡng nâu khẳng lơ rồi khẳng cao ở dân pra thì pra viết cứ bằng năng ánh thầm biệt pra ai bà sau này dân chân bằng ca section mùi tiết anh nhỏ tiêu ho ở sai bà tiếng mến hai nhóm bằng tham sai bà mùi tiết hai dân add to okay, this is main okay, master sidebar và trong đa tiện nên cứ chỉ master sidebar trên lúc p để dân tôi cả sao để bạn xem trên p master tiếp tới viết là p là this master ở Canada để dân ngọt hào á ọt man call về một rào đọc nông nghiệp ở lớn nhóm thua ca run projection và mút p để dân run từ start MySQL sân và xa ta data ta dân ít vì thua ca chụp mùi nâng database subject order run port 80 on whiteboard អានេះខ្ញុំ run ជាមួយនឹង page char គឺ file index ចឹងយើងមើល master page ចឹង master page របស់យើងខ្ញុំបានបន្ថែម content នេះគឺ directive section sidebar ពេលដែលយើងបាន inheritance ចេញពី master ហើយវានឹងចូលឲ្យយើងប៉ុន្តែបើយើងចង់បន្ថែម content ថ្មីត្រូវតែហៅ sidebar នៅលើ char page ពេលដែលយើងហៅយើងដាក okay, dân hào nó lơ chào phết cứ section ở chmua rồi bỏ yield rồi có chmua rồi bỏ
này section này dân bật cao là master này kể dùng copy cứ size bá tóm nó nhóm and section thì and cái này dân ọt đã content nơi khẳng khăn nơi tế viên đang ọt bằng hàng ọt bằng hàng master page đi màu thì bằng hàng nhà this is master sidebar trên việc bằng hàng nhất ta bởi dân ọt bán hào này hả hào này ạ hào chúng nói chân dùng một phá viên đằng sâu viên đằng sâu content này nó bị giật vậy nắng á thì nhóm đạo về vĩnh vì ăn khoảng hai gì thì đọc bay bằng hai nhưng thử how directive mỗi cứ add parent vì đừng vô content robot parent nâng vô màu sâu này chứng pa parent màu viết này đi vô nâng vô màu hai nhà lời cha lời kia một số hai chân ai cũng tham content mọi cho bạn okay, this is hal sidebar nhưng mà thêm content thôi yo ban là đấy là những ai thử chụp phun cái lại này bây giờ thôi nhưng pra add section sidebar mới tha bây giờ pra section nơi lơ master page nâng ở dân ai xe là ai cao page mà được nè và đáp bê thì dân pra dân thập kho lệ bây giờ ngắt pra add current directive nơi lơ chào lệ vì ập vô content mà pra đi nè content để biết được không sai bé nè vì ập sô đi ở số nó lớn chào phê gì ta bởi dân cho ở số dân thử add directive parent cái đó miền ấy điết lấy nhầm tập bè lại thuê đang sấn đồng bay a đồng bọt vì cả pra extend nâng pra yield nâng nâng flat template ở mơ tam structure và nhóm hai và cả ở khâu thằng sân ngọt ở đây đặt mấy cái bàn đấy ôi tái ở và hàn ở môn vốn và cả master mùi hay và cả child page mùi thì mấy kho là master page tự bà
thì mơ tam nâng tới subject nên create dot let dot php đấy structure của biết đó mơ tam structure này chúng do từ ở đây mặt xa đấy đại chơi à cho lom lốc mặt đấy cứ phê đến đỉnh và mơ tham vô lệ phê đến đỉnh nâng quyết thật là trong tạp trịch của đó sạp trịch chia peg master thì mơ tam structure còn mơ hết copy vô tạo ra đấy còn mơ tam structure và đánh vô bàn là thôi bán mất cho được không nâng mơ tam sắp chơi vô lên bột vô tiếp hoặc đừng thương mạch tiếp bột oi đừng câu ta hay sắp chơi ra tiếp
kê thơ tam nâng ấp component ở khơi mình render blood fragments à nít đôi chỉ tâm chênh user leash render in anh ấy cho tôi nâng cái bao mỗi component tails ra bị sáng đây ao đây chân được nóng kê bật cắt không đánh cái xe cầm bán cái kê bật cắt component mối đã nâng nóng ở đây thôi là template là hai cái đã nâng nóng folder form hay component chúng ta input chính cái cầm nót persona ở dân chọn và cao thắt được năng folder form đấy hay file chung mình phốt để tam sạp chờ với nó chính cái file của mình đã đọ view invokes the component commands cái bê để cái chọn call viên tới cái thử sạch viên được năng nhiệm được năng boot trong switch provider how palet component anh chmu របស់ component anh class ដែលយើងបង្កើត component ហ្នឹងហើយយើងអាច call វា create a list វានេះប្រើនៅក្នុង palet អានេះវាប្រើរៀងស្មុគស្មាញបន្តិចហើយខ្ញុំក៏អត់បង្ហាញដែរអាហ្នឹងបង្ហាញអត់ចប់ឯងវល់ពេកហ្នឹងโอเครู้รู้นะตอนจังอ่ะมองต่อมองปียังมาต่อทีนะมองจังได้เข้ามามองแต่ได้ตราวได้มังกรอ่ะสมัยยังหนักของมองนอตราวด่ะสลับหนักของตัวจะเป็นได้ชวนสมาร์ทของเนี่ยอันนี้เราได้ของเป็นข้อมาเมาส์ให้ข้อตับปีเมาส์นะตับมวยตับปีเมาส์เต้มวยเอฟมวยพีเอ็มข้อขณีย
ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គនេះហើយសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គនេះហើយសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គនេះហើយសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គនេះហើយសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គនេះហើយសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គនេះហើយសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គនេះហើយសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គនេះហើយសូមអរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួម
Về địa phê sai pram mong chụp nè đọc đón chân cứ việc khơi khơi hết pê đọc ơn trâu thơ anh ở vọt này mà đón sai dự lưu dưới ná bò toán sai chữ bàn lưu này thơ bàn lưu anh ở vọt bàn tràn hay bây giờ thơ dư bọt toán dương mẹ đọc thơ tam đọc ná. To read what time did you query the time I wonder like they might not yum I'm sure I'm going. Anh dỗ phép tao dỗ rồi nhưng mà dỗ mà đang tiệt được gặp phơ cái bây anh giấy sáng anh đang thang đo na đo này
đăng đấy đăng thay thua mấy nhưng mình đăng chứ không mà đã nâng lên computer giống như thôi cả phơi ai nâng 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 ai bàn việc bàn chúng ta xong xong việc bàn đấy mấy thằng con bắt ở pha lại con bị ca để chứng nhưng mà đăng đấy tham mau vì những lúc tôi gọi những bạn ai lúc tôi là những phơi hay bàn việc bàn đó và thằng nâng computer và sờ lá à à pha room kia tới con kẻ lõm lúc rồi mấy cái tới anh đang đi mệt anh em bên xây mau vì này ô để khu đó nhóm nhóm khu show đó ok đó bên đây tiết chứng bà cao biết sát mây mà ờ lâu đó này đó này cái tờ chân nhân to tiếp to mau ấy chân ở lúc bè để dương sạc xe được khả năng controller ở dương tập bom mà can dữ nè tại miền được khả năng sắp chiếc hai ví dụ chúng ta thể địch hai dương đừng phơ ca chuột từ khả năng mensur rồi có function anh ấy nhắm pra chỉ mới đang mensur compact để bay bỏ data ok cứ subject để dân ban trên pin query thằng lớn nè nó dân cho một can view index để thật là non subject ok chứng anh ấy cứ dân inherit trên pin master page anh ấy title ok subtitle từ ai yield anh ấy cứ call content rồi bỏ parent vô mà prá thì chúng vô mặt call lấy nhập xong lô bình hay anh ấy cứ dân plug đồ content add bần thêm cho được nâng ok được nâng cái lại yield rồi bỏ content nè chứ những add cho cái lại đấy dân thuốc cả loop loop data ở vô mà sâu được nâng table và dân chạy theo bộ muối và to báo dân sẽ xe for each rồi có for ill cả nào for ill dân ai đã lạc khăn nơi càng cọp đi bán và sân nào ở miền record dân ai bị sâu tình này hãy cứ for vì sử dụng for ill này cả nào for ill for each cái này nó mới cứ dân chua rẻ
để dân ban bị chui máu tạm giam giữ nhập chui nem ấy nhập dân vô chui thằng á sập chi vô một số bây giờ kho những đạn đô la I ask why you chứng qua you nhưng pra chui được thế và tái ở pra s t đập bay bằng hai data được nâng plate template nhưng pra double curly brace đô la loop iteration sumrap banghan chien bit mena we generate pi leng 1 2 3 4 dol n ane kyu chi value value de ke ta ti long ni ha de for description raw php ដែលយើងសេកូដ php នៅក្នុងនឹងតែម្ដងពីហ្នឹងដូចគ្នាណាសេមួយណាក៏បានដែរបើសេមួយគឺយើងអត់មួយអញ្ចឹងវាមានន័យថាវាធ្វើការតាមផ្នែកវាផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាន design template ហើយយើងត្រូវការ loop វាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាតាកតងទៅនឹង controller ហើយយើងបានបង្កើតកុំមួយហ្នឹងបោះ small មកឲ្យ view នេះអញ្ចឹង view ហ្នឹងវាអ្នកចាំទទួលតន្ត្រីដែលសម្រាប់បង្ហាញឲ្យ user គាត់តែបានឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងយូរដែរយើងធ្វើការ query query data ហ្នឹងយើងសេតែប៉ុណ្្នឹងឯងសេអត្រឹមនេះណា